Rồi còn cái này sữa rửa mặt. Nhưng mà thật ra là nếu mà có Đâu không giữ hai cái này lại xài. Tao review xong rồi đấy sao. Em thấy nhá, cái cảm giác xài nó khá là giống những cái sữa rửa mặt mà giá tầm 150 rồi đó, kiểu như Senka. Ủa 200 mấy mà xài ngang 150. Cái cảm giác thôi nhưng Hi, welcome back, mình cao 1288 và đây là YouTube channel của mình, 1288 channel. Hi, cho các bạn nào chưa biết mình thì mình tên là Bu, mình làm video về beauty và đời sống. Và trong video ngày hôm nay chúng ta có một khách mời đặc biệt. Và bạn đây là... Là gì? Đây là lần đầu tiên Trang xuất hiện trên channel của mình thì okay, để mình giới thiệu cho mọi người luôn. Và đây là một bạn TikToker. Nếu mà Instagram của bạn tên là Trang xinh nhất thì... Đấy đây ạ. Thì ok, tên ID của TikTok của Trang đó là... Đó. Thì ở nội dung video clip ngày hôm nay, Trang sẽ mang đến những cái món mà Trang hoặc là các bạn TikToker khác đã từng review ở trên TikTok. Và mình với cương vị là một video blogger trên YouTube, mình chưa review những cái món này bao giờ. Nhưng mà mình chắc chắn là mình đã biết qua những cái món này rồi. Cảm nghĩ của mình, rồi cái suy nghĩ của mình, để mình xem là có bị PR lố hay không, thì các bạn nhớ xem hết trong video ngày hôm nay nha. Ok, chúng ta cùng bắt đầu luôn. Vô nào, bây giờ cái món đầu tiên mày muốn nói cho anh là gì? Món đầu tiên hả? Cái này là lố chắc luôn. Không, từ từ. Cái này là, anh biết brand gì mà đúng không? Rồi, thì em nói đi rồi anh nói. Cái này là cái xịt mụn lưng đó, gần như là clip nào ở trên TikTok cũng thấy và em cũng có đó, review của em này rồi. Thì nói chung em thấy cũng ok, em xài em thấy ổn. Thì không biết anh nghĩ như thế nào. Ủa chứ, cái này là Glutathione Centralcoming. Thì thật ra là cái hãng này là hãng Angel Liquid. Và cái hãng này từ trước đến nay nó mạnh nhất ở trong cái vấn đề là gì, đó là tất cả các sản phẩm của nó thì bỏ Glutathione vô. Glutathione thì nó là một cái thành phần mà vừa chống oxy hóa, vừa làm trắng da. Nói chung là hôm nay nhẹ nhàng, nói như vậy thôi. Nhưng mà cho anh hỏi là bây giờ em review cái này thì em nói cho anh nghe là ở trong cái này nó có cái gì để chị mụn lưng. Nhưng mà em nhớ là sệt. Rớt cái nó. Rồi ok, lên sệt nha. Angel Liquid mụn lưng. One eternity later. Rồi ở trong hạt này sẽ có BHA, glutathione, niacinamide, bạc hà, bromé. Ở trong này nếu mà gọi là để trị mụn nha, hỗ trợ trị mụn thì chỉ có BHA thôi. Đúng á. Còn lại là bạc hà với rau má là chỉ có lên mát mát cho vui thôi. Bạc hà chứ phải chăm trà. Chiết xuất từ công nghệ nano nha. Thì 370 nghìn luôn mà. Rồi ok. Nước butylene glycol, nước dừa. Nước dừa niacinamide cao nhất nha. Có cồn liền. Cãi tôi, cái này là cái gì? Cái gì? Ủa nhưng mà nó cũng dừa bạn chứ, nó cũng đâu có nồng dữ. Chờ tôi xịt ra là tôi biết liền luôn á. Qua mắt tôi. Rồi, ok, trong này tiếp theo là sẽ có niacinamide. Cồn cao hơn nha, vẫn là cồn cao hơn nha. Niacinamide, alatoin, methan, glutathione. Beta insalicylate nha. Cái nồng độ trong này chắc chắn là không được 2%. Mà cái xịt lên body thôi, không phải xịt lên mặt. Từ từ anh nói cho nghe. Anh sẽ nói cho em nghe. Đầu tiên là cái BHA trong này hy vọng là nó được 0.5-1% nha. Cái thứ hai là dạng beta insalicylate là nó nhẹ hiểu luôn. Còn cái thứ ba em phải hiểu là da body của em á nó dày hơn cái da mặt của em. Hay là em ngược lại? Không có. Nói chung là về cơ bản á là ở trong này có chàm trà là kháng viêm, nhưng mà chàm trà cuối bản thành phần coi như bỏ vô là có một trò chơi. Cái thứ hai là tiếp theo là có BHA, beta insalicylate nha. Nói chung là cũng nhẹ nhàng. Da ai mà da lưng mà mỏng dính đồ các kiểu á, hoặc là xịt cái này kiểu một ngày 2 lần liên tục trong 1 tháng mà hết cái chai này luôn á, 2-3 chai luôn á. Điều là em thôi có câu trả lời rồi nha. 2-3 chai nó mới hết chứ mụn lưng mà bé. Con bé ơi, rồi em tốt hết bao nhiêu chai rồi? Em tốt chai thứ 2. Mai mốt mình chỉ mụn lưng, mình chỉ cho mọi người chỉ mụn lưng 200.000 hết liền. Sản phẩm thứ 2 đâu? Sản phẩm thứ 2 hả? Lăn nách làm trắng. Đúng. Cũng chơi với glutathione luôn nhưng mà hình như là có thêm niacinamide nữa. Và cái này thì anh biết, nói chung là chủ yếu của này vẫn là niacinamide. Glutathione cũng không cao, chống oxy hóa thôi. Nhưng mà hy vọng để lăn, để trắng nách thì... Được, phải được, buộc được. Thật ra nha, bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người nhé. Ví dụ như nếu mọi người muốn lăn cái này mà trắng cái nách á,
thì trước khi lăn thì mọi người phải peel cái nách của mọi người trước thì lăn cái này nó mới hiệu quả. Thật ra em phải hiểu là cái vùng da ở dưới cánh tay ngay chỗ đó nó vẫn là một vùng da rất dày và rất sần sùi nha. Thì nếu mà không peel thì cái hiệu quả nó không cao. Mặc dù về bản thành phần á thì đúng là glutathione với lại niacinamide có thể làm trắng được. Nhưng mà nhớ nha, peel nách xong mà xài cái này thì mới trắng nha. Tuần mà peel 2 lần thì mới ok nha. Chứ nếu mà cái hỗn hợp với cái complex ở trong này á, theo anh nhớ không nhầm thì nó cũng kiềm dầu hay là kiềm cái tuyến mồ hôi, tuyến bã nhờn chỗ đó cũng không được cao lắm. Ừ, nhưng mà về cái hiệu quả của nó thì phải kết hợp. Ok. Ok. Rồi, tiếp theo. Rồi, brand thứ hai nha mọi người. Một cái brand Salon rồi đó. Salon. Đúng rồi mọi người, đây là cái brand mà nếu mà gọi là bia lớn nhất ở đây thì chắc cái brand này là bia lớn nhất. Từ từ. Cái bảng thành phần này sao thấy ảo ma quá vậy? The Lady Body Cleansing Bar for Blemish Skin. Cái này nó xài cho nó có xài cho mặt được luôn á hả? Em không biết nhưng mà cái này hãng nó ghi là cái này là xong chị mụn lưng đó bé. Nhưng mà nè, từ từ. Nè, thấy cái hình cái mặt sạch không? Rồi ok, cái này bao nhiêu tiền? Rồi ok. Rồi cái bản nếu mà coi cái bản thành phần ở chỗ này á thì có chơi cho vui thì cũng có BHA này cũng vui. Nói chung á là về cơ bản á có BHA vô thì bắt đầu có hiệu quả trị mụn được. Nhưng mà với cái này 50g 50g mà em xài cho mặt. Ôi cho body. Cho body thì tầm cũng lâu lắm á. Sao lâu? Lâu. Sao bóng cục mà chứ phải sao bóng đâu. Gõ gàng không sai được. Anh thưa thấy cái này nó bị ảo ma đấy. Ừ, cái này lát gọi cho hãng liền. Alo. Rồi, cái này là tạm thời mình để qua nha. Rồi, tiếp theo cái này. Sữa rửa mặt Chantress. Chantress của The Lady. Hoặc ra... Anh hiểu không? Có mùi chanh chai gõ gàng. Không cồn nhá. Không cồn, không hương liệu nhá. Có chắc không hương liệu không vậy? Chắc. Brand nói. Rồi, cái này là bao nhiêu tiền? 200. Về cơ bản á thì nếu mà mình sẽ thấy ở đây một cái logo Samsung. Nó sẽ expect là nó sẽ sản xuất tại một trong các nhà máy sản xuất mỹ phẩm của Samsung. Và đây là cái thực cao thì thực ra là Samsung. Dạ nè Samsung. Xin lỗi nha, bé Trang học tiếng Hàn. Thì nhà máy sản xuất của Samsung cũng là cao đó em. Cũng là một trong 3-4 cái nhà máy sản xuất mỹ phẩm mà lớn nhất Hàn Quốc rồi á. Nên thật ra là nếu mà sản xuất ở đây với lại nếu mà bỏ tâm bỏ tiền vô nhiều chút xíu đó thì cái sản phẩm này maybe là cũng được đi. Okay. Nói chung là trước giờ cũng chưa trải nghiệm tại vì thật ra là em thấy nhá, cái cảm giác xài nó khá là giống những cái sữa rửa mặt mà giá tầm 150 rồi đó, kiểu như Senka. Bỏ 200 mấy mà xài ngang 150. Cái cảm giác thôi nhưng mà nó không có bị khô. Okay. Sản phẩm thứ ba đây là một trong sản phẩm. Noom, gõ gàng Noom. Rồi ok. Cái này thì để mình nói cho mọi nghe, đây là Semedic. Ra là cái Semedic này á, mình thấy được review rất là nhiều. Nó có một cái ống truyền trắng. Mình biết không? Ống truyền trắng, em mặt xài. Nạ truyền trắng. Đúng. Kem mắt Semedic quảng cáo rất là mạnh ở trên TikTok luôn. Và thật ra là mình sẽ nói cho các bạn nghe câu chuyện của Semedic. Ok. Rồi, ý là khi mà em xài cái sản phẩm này thì em thấy như thế nào? Cái base nó khá dày. Ok. Thường á là bây giờ anh sẽ kể cho em nghe cái câu chuyện á tại sao có một cái base khá là dày. Thường á thì mình xài một cái sản phẩm đúng không? Đúng thì mình thấy mấy cái ví dụ như cái serum mà mình thấy nó lỏng hơn á thì mình dễ tán hơn và mình cảm thấy nó hơi như nước. Còn ví dụ như một cái base mà nó dày hơn á thì mình sẽ cảm thấy là nó maybe nó nhiều dưỡng hơn. Rồi ok, Trang cho anh một cái tay nè. Tôi test ra cho mấy người coi nè. Tôi đã coi rồi ạ. Đó. Thật sự nó rất là dày. Cho nên là em chỉ dùng cái này buổi tối thôi chứ dùng buổi sáng không ra đường được. Em biết tại sao nó dày không? Ở trong này có một cái thành phần nó là cellulose gum. Ghê vậy ạ? Cellulose gum. Không, để gọi tương tự đi. Nó là chất làm đặc. Nó là một cái chất làm đặc. Giống như em từ từ anh sẽ nói cho em nghe. Rồi. Okay. Cellulose là một chất làm đặc, để gọi cho em dễ hiểu thì em biết bột năng không? Hiểu. Quậy bột năng vô á. Súp từ đó. Đó. Em thấy không, súp cua ban đầu rất là lỏng, mày bỏ bột năng vô đó. Đó là cái cellulose gum này nó cũng bị chen, có nghĩa là về cơ bản á thì nó chỉ khác cái form và khác độ đặc thôi. Ok, tiếp theo bảng thành phần nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có là niacinamide, trong này thì nồng độ maybe là từ 2-4%. Cái này là expect thôi. Sợ không tới. Tiếp theo đó là cái thành phần ở giữa bảng thành phần là mình có là hyaluronic collagen, collagen thủy phân. Hầu như collagen thủy phân thì nó sẽ có tác dụng là dưỡng ẩm.
Còn mấy cái tác dụng to lớn hơn là phải nhờ tới peptide. Nghe nói là trong này tới 10 loại peptide lận mà đúng không? Cuối bạn thành phần hết. Nhưng mà cuối bạn thành phần hết. Rồi tiếp theo câu chuyện cuối cùng. Mùi mọi người ơi, hình như không có cồn. Không, nhưng mà mọi người anh ngửi anh mùi á kiểu giống mấy cái đồ mà bỏ vô tấm bồn á. Đúng không? Sao bóng cục quá hả? Không, mấy cái bát bơm. Đúng không? Mấy cái tinh dầu mà tắm trong mấy cái bồn á, đúng không? Không, mình nghĩ là cái hãng này nên đổi nha. Có nghĩa là mình nên chuyển qua sản xuất nước hoa. Đó, xuất cổ qua coi. Qua xuất khí thế anh cổ luôn mọi người không hiểu. Nè. Đó. Nhưng mà thơm. Nói chung là anh thấy chai này là một chai đa năng. Nói chung là dưỡng ẩm cũng được, dưỡng da cũng được. Còn khi nào mà đi chơi mà không có. Thôi à. Nhưng mà bao nhiêu? Hình như 200 mấy, 300 ngàn. Không, hơn. Hơn hả? 300 mấy. 300 mấy hả? Cũng được. Nói chung là packaging đẹp. Thành phần thì họ nói chung là mình cũng không nói nhiều quá. Đúng, mình nói nhiều quá là mình bị nói nhiều. Gói gàng. Rồi, tiếp theo. Đây là cái sản phẩm này là em viral. Rõ gàng. Anh nhìn sản phẩm này là thấy cái mặt em liền. Nhưng mà để anh nói cho em nghe, thật ra là cái này á nó sẽ có hai bản, đó là một bản nồng độ 0.3 và một bản là 0.1. Ừ đó. Thì anh thấy mọi người sẽ rất hay. Ôi trời ơi, mình xài cái này 3 tuần là mình đã kiểu mụn mình bắt đầu lên, 4 tuần, 6 tuần là mụn hết mụn cái kiểu. Không, nhưng mà thật ra bản chất mà em đã có mụn đâu. Ừ. Thì ý là anh chỉ đặt một câu hỏi thôi, là cái sản phẩm này là ai sẽ đổ cho cái vấn đề đó là mụn nó hết nhanh như vậy. Thật ra là đầu tiên nhá, cái sản phẩm này anh chưa dùng và anh sẽ không biết là cái retinol ở trong này nó có được bọc lại hay không. Một vấn đề mình phải chia sẻ với mọi người nhé. Đầu tiên, nếu như mà retinol được bọc lại thì cái hiệu quả của nó sẽ tới từ 4 đến 6 tháng. Tại vì nó đi rất là sâu, nó giải phóng từ từ. Nếu như mà không bọc lại thì nó cũng phải tốn đâu đó từ 3 cho đến 4 tháng để mọi người có thể thấy được những cái hiệu quả trước mắt của nó. Ví dụ như là căng bóng da, chống lão hóa hoặc là cái hiệu quả hỗ trợ điều trị mụn nha. Retinol không có chịu mụn được, nó mới cao. Thì ý là anh quan tâm là ai chứng cho cái vấn đề đó là dùng cái này. Nhớ kỹ mình nói nha, 4 đến 6 tháng nha. Còn ai mà chứng cho cái này mà trong vòng 4 đến 6 tuần mà kiểu bùng mụn lên hết mụn. Thực ra là cũng có thể được nha, chứ không phải là không. Nhưng mà bắt buộc là các bạn đó phải sử dụng kèm với các hoạt chất khác. Ví dụ như là BHA hoặc là EHA hoặc là các hoạt chất benzoyl peroxide đồ các kiểu đó. Chứ một cây làm chẳng nên non, một cái retinol này thì cũng không làm được tất cả. Nhưng mà về cơ bản thì nồng độ không mấy 3% thì chơi cũng được. Cũng được chứ bộ. Với lại sao? Cái chất của nó rất là thích nhá, thật sự. Thật ra là anh thấy cái nồng độ mà 0.1 và 0.3% mà nó xưa lắm rồi bé. Giờ không ai bắt đầu. Thì ý là trời, cái chất thích lắm luôn. Thích lắm luôn. Em thích như vậy à. Rõ ràng. Ê, hơi có mùi vani nha. Kem sô cô la được đó. Ấy anh có bị nhạy cảm hương liệu quá không ta chứ? Thật sự á bé, tại vì thật ra là như thế này nhá, da em xài hương liệu bình thường. Thì da anh cũng bình thường. Cái này có hương liệu chắc nha. Rồi ok. Nói chung á là đối với cái này á thì mình sẽ đánh giá cho mọi người vậy. Đầu tiên, hai nồng độ là 0.1 và 0.3. Nếu như mà ai cái sản phẩm này á thì quăng luôn 0.1 đi, bay luôn lên 0.3 luôn, tại vì 0.1 và 0.3 này chủ yếu nói thẳng là như vậy. Cái thứ hai á là 0.3 hay dùng cho người mới bắt đầu cũng được luôn, tại vì bây giờ kể cả 0.8% thì cũng là mới bắt đầu mà. Được cái là giá rẻ đúng không? Rẻ so với được tiên non. Bao nhiêu? 400 mấy chục ngàn, 455 hay sao đó. 400 mấy chục ngàn cho 35ml thì ở cái tầm giá này thì sẽ có một thằng 0.8% khác. Không có nói tên nha, để cái hình ở đây thôi. Đó, ok. Thì nói chung là ai thích mua thì sẽ cũng được. Nhưng mà một cái brand hàng mà sản xuất được retinol thì đây là một điều đáng khen. Sau này thì chắc chắn là sẽ có cải tiến thêm. Nếu như mà hãng ra được 1% thì mình sẽ quay lại review. Ok. Nói chung là mấy cái món ở hot viral trên TikTok thì mình sơ mình cũng biết rồi đó. Thì nói chung là mình không có dám nói thẳng, nhưng mà nó mé mé vậy. Thẳng, bây giờ không phải nói thẳng luôn. Thực sự không mà nói thẳng. Ok, nội dung video hôm nay đến đây kết thúc tại đây. Hy vọng các bạn sẽ quay lại subscribe cho bọn mình nha. Hello, bye bye. Yeah.